Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Thế giới Thể thao trên kênh Bóng đá TV và Thể thao TV. Mở đầu bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với kết quả các trận đấu lượt đi vòng 1/16 UEFA Europa League. Trong đó thì Manchester United có chuyến làm khách đến sân của Club Brugge. Lần gần nhất mà Quỷ Đỏ hành quân đến sân của đội bóng nước Bỉ là vào năm 2015 và khi đó thì họ đã ra về với chiến thắng rất tưng bừng với tỷ số 4-0. Tuy nhiên vào đêm qua thì câu chuyện đã không còn được dễ dàng như vậy. So với chiến thắng ấn tượng trước Chelsea tại Premier League, huấn luyện viên Solskjaer đã thực hiện tới 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận đấu với Club Brugge vào đêm qua. Và khi mà những sự thay đổi này chưa cho thấy được những tín hiệu tích cực, thì Quỷ Đỏ đã bị thủng lưới ở phút thứ 15 sau pha dứt điểm của Emmanuel Dennis. Điều đáng nói là trong tình huống này, cả hàng thủ của Manchester United lẫn thủ môn Romero đều mắc sai lầm. Tuy nhiên may cho Manchester United khi mà hàng phòng ngự vẫn thi đấu hờ hình, thì hàng công với đầu tàu là Anthony Martial vẫn biết cách tỏa sáng. Chính tiền đạo người Pháp đã lập công để mang về trận hòa 1-1 cho Quỷ Đỏ trước khi trận đấu lượt về sẽ diễn ra sau đây một tuần. Trái với Manchester United, Arsenal đã được hưởng niềm vui trên sân của Olympiacos. Dù phải trải qua những giây phút đầy khó khăn trên đất Hy Lạp, tuy nhiên pháo thủ vẫn đứng vững trước khi có được bàn thắng duy nhất của Alexander Lacazette ở phút thứ 81. Giành chiến thắng với tỷ số 1-0, thay cho Mikel Arteta đã tạo ra lợi thế không nhỏ khi lượt về họ sẽ được thi đấu tại Emirates. Cũng giống như các đội bóng của nước Anh thì đại diện của Italia là Inter Milan cũng giành được một kết quả có lợi trong chuyến làm khách đến sân của Rogores. Và điều thú vị là những cầu thủ đã lập công cho nửa xanh đen thành Milan đều là những ngôi sao cũ của Premier League. Sở hữu đội hình với chất lượng vượt trội, Inter Milan không mấy khó khăn để chiếm thế chủ động trên sân của Ludogorets. Họ tung ra tới 16 cú dứt điểm về phía khung thành của đội bóng Bulgari, trong khi đối thủ chỉ có đúng một cú sút trong suốt 90 phút. Thành quả với Inter là hai bàn thắng ở các phút thứ 71 và 90+5 của Eriksen và Lukaku. Đáng chú ý khi Romelu Lukaku đã đóng góp vào bàn thắng và mục kiến tạo, dù anh chỉ vào sân khi trận đấu đã trôi qua được hơn 2/3 thời gian. Giành thắng lợi 2-0 ngay trên sân khách, cánh cửa đi tiếp đã rộng mở với Inter Milan. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, đội bóng từng 5 lần vô địch giải đấu là Sevilla lại gây thất vọng khi để Cluj cầm hòa với tỷ số 1-1. Đội bóng Rumani vượt lên dẫn trước nhờ cú đá phạt đền chính xác của Cyprian Diak ở phút thứ 59. Và phải tới khi trận đấu chỉ còn lại chưa đầy 10 phút, Sevilla mới có được bàn gỡ do công của Enesiri để giành chút lợi thế trước trận đấu lượt về trên sân nhà Sanchez Pizjuan. Trong khi Sevilla chưa cho thấy được vị thế của một ứng cử viên vô địch, thì một đại diện khác của bóng đá Tây Ban Nha là Getafe lại tạo ra bất ngờ rất lớn ở loạt trận đêm qua. Chiến thắng 2-0 trước Ajax Amsterdam, đội bóng từng lọt vào đến bán kết của UEFA Champions League một trước là ưu thế rõ ràng để Getafe hướng đến tấm vé góp mặt ở vòng 1/8. Trong khi đó, Espanyol đã để thua 0-4 trong chuyến làm khách tới sân của Wolverhampton. Cũng trong rạng sáng nay, thì AS Roma đã có đôi chút lợi thế với chiến thắng 1-0 trước Gen. Về phần các đại diện của nước Đức, cả Leverkusen, Wolfsburg và Frankfurt đều có được những chiến thắng trên sân nhà trước các đối thủ là Porto, Malmo và Hamburg. Các trận đấu lượt về của vòng 1/16 UEFA Europa League sẽ diễn ra sau đây đúng một tuần. Hôm qua thì câu lạc bộ Barcelona đã có đợt tân binh tăng cường cho hàng công sau khi được ban tổ chức La Liga bật đèn xanh cho việc bổ sung nhân sự vì tình hình chấn thương nghiêm trọng của Ousmane Dembélé. Người được lựa chọn là Martin Braithwaite, tiền đạo đã ra sân 24 lần cho câu lạc bộ Leganés và có được 6 bàn thắng. 18 triệu euro là con số mà Barcelona đã phải chi ra cho thương vụ này và hợp đồng đôi bên có thời hạn đến tháng 6 năm 2024. Ở một diễn biến khác thì nếu như câu lạc bộ Barcelona có thêm tân binh thì ngược lại câu lạc bộ Sevilla lại vừa chia tay với một công thần. Sau 6 mùa giải khoác áo Sevilla, đội phó Daniel Carrasco đã nói lời chia tay đội bóng để chuyển tới câu lạc bộ Wuhan Chuan tại Trung Quốc. Hợp đồng giữa đôi bên không được tiết lộ. Hiện tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc đang bị hoãn vô thời hạn vì dịch Covid-19 và Carrasco sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian để có trận ra mắt đội bóng mới. Sau khi vắng mặt ở buổi tập thứ tư vì vấn đề liên quan tới đường ruột, hôm qua bộ đôi Gareth Bale và Luka Jovic đã quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội ở Real Madrid. Cả hai đều sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Levante vào đêm thứ bảy tới. Tin vui cũng tới với Atlético Madrid. Quá trình hồi phục chấn thương của João Félix đang tiến triển rất tốt. Anh gần như chắc chắn có thể trở lại ở trận đấu lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League với Liverpool. Và thậm chí là sớm hơn nếu như bộ phận y tế xác nhận Félix đã hoàn toàn bình phục.
Một thông tin cũng rất đáng chú ý trong vòng 24 giờ qua đó là việc Roger Federer đã xác nhận anh sẽ không tham dự một loạt các giải đấu lớn trong thời gian tới sau khi phải trải qua ca phẫu thuật chấn thương đầu gối. Trong số những giải đấu mà tàu tốc hành người Thụy Sĩ đã phải bỏ lỡ thì có cả giải Grand Slam thứ 2 trong năm Roland Garros. Trên trang Twitter cá nhân, Roger Federer cho biết anh đã chịu ảnh hưởng của chấn thương đầu gối phải trong một thời gian và sau khi trao đổi với đội ngũ của mình, tàu tốc hành đã quyết định tiến hành ca phẫu thuật vào hôm thứ Tư vừa qua ở Thụy Sĩ để điều trị dứt điểm. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công và các bác sĩ lạc quan về cơ hội tìm lại phong độ của Federer. Dù vậy, tay vợt cựu số 1 thế giới sẽ phải bỏ lỡ trận đấu biểu diễn ở Bogota và một số giải đấu ở Dubai, Indian Wells, Miami và đặc biệt là giải Grand Slam thứ 2 trong năm Roland Garros. Anh cũng đã không quên nhắn nhủ tới các fan hâm mộ của mình rằng Federer sẽ sớm trở lại ở một giải sân cỏ sở trường. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã công bố bảng xếp hạng đầu tiên trong năm 2020. Trong bảng xếp hạng mới được công bố thì vị trí của các đội hầu như không có quá nhiều sự thay đổi do đây là quãng nghỉ của các đội tuyển quốc gia. Theo đó, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng FIFA với 1.258 điểm giống như tháng trước. Với vị trí này thì đội tuyển của chúng ta tiếp tục khẳng định ngôi vị đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á khi vẫn hơn đại kình địch Thái Lan đến 19 bậc. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Philippines, Myanmar và Malaysia. Vào ngày 26 tháng 3 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan trước khi lên đường sang Malaysia để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển quốc gia nước này tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Một trong những mắt xích quan trọng của đội tuyển Việt Nam và cả câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh mới đây cũng đã báo tin vui cho người hâm mộ. Theo đó, chấn thương mà tiền vệ 24 tuổi gặp phải trong trận đấu tập tại Đà Nẵng đã hồi phục hoàn toàn và anh đã sẵn sàng cho mùa giải mới. Không những vậy, thời gian gần đây, Tuấn Anh còn rất tích cực thực hiện những dự án cộng đồng cùng với Hoàng Anh Gia Lai. Được xem là một kỷ lục gia của môn bóng bàn, Mai Hoàng Mỹ Trang đã có 14 lần vô địch quốc gia và nhiều danh hiệu cá nhân khác trong hơn 28 năm cầm vợt. Lúc này thì khi chuyển dần sang công tác huấn luyện, Mỹ Trang cũng chọn cho mình một hướng đi từ việc huấn luyện các vận động viên trẻ phong trào. Trưởng thành từ lò bóng bàn hậu Mai của gia đình, dù vẫn là tay vợt nữ số 1 Việt Nam, nhưng lúc này Mai Hoàng Mỹ Trang đã tiếp quản trung tâm bóng bàn từ bố là ông Mai Văn Quang để giảng dạy và huấn luyện. Đối tượng được Mỹ Trang lựa chọn chính là các nhân tố trẻ có tiềm năng ở phong trào và có niềm yêu thích để gắn bó với bộ môn này. Không phải ai cũng biết là Trang đang chuyển dần sang việc làm huấn luyện viên, thì cái việc tìm kiếm người tập luyện thì cũng đã khó rồi. Chưa kể là để điều chỉnh một cái động tác hoặc là những cái gì đó sẽ rất là khó khăn. Tại vì đa phần những người đến với Trang này đã từng đánh bóng bàn rồi. Thì những lúc đó thì những cái động tác nó đã hình thành, mà để sửa lại thì nó sẽ rất khó hơn so với lại việc ở trên đội tuyển đã có những người thầy phía trước đã hướng dẫn, chỉ đạo đúng động tác, và mình chỉ có thể nâng cao cái trình độ, nâng cao cái độ chuẩn của bóng bàn hơn. Vốn là một người ít nói, nhưng vào chuyên môn, Mỹ Trang luôn tận dụng trọn vẹn thời gian để truyền tải những gì tốt nhất đến cho vận động viên. Tay vợt sinh năm 1988 quyết định đầu tư thảm chuyên dụng cho mặt sàn của câu lạc bộ, chỉnh sửa từng kỹ thuật đơn giản nhất giúp cho vấn đề chuyên môn được tập trung ưu tiên hàng đầu. Thì cái sân thi đấu này không có thảm, thành ra nó hơi trơn, cho nên là Trang thì lại Trang yêu cầu rất cao về giống như là sân thi đấu, bàn hay lưới hay gì đó, nó sẽ đóng rất là nhiều trong việc thời tập phần trăm thành công trong việc tập luyện. Tại vì khi mà mình đã yên tâm về tất cả mọi thứ thì mình chỉ có tập trung về tập luyện, mình không phải sợ, mình không phải nghĩ những cái vấn đề ngoài luồng khác. Ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhưng Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn đang là nhà đương kim vô địch quốc gia và 14 lần đứng trên đỉnh của bóng bàn nữ quốc nội. Hơn ai hết, Mỹ Trang mong muốn truyền được khát khao chiến thắng đến thế hệ vận động viên mới do chính cô trực tiếp đào tạo. Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin lưu ý với quý vị và các bạn là chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, trận siêu kinh điển lượt về giữa Real Madrid và Barcelona sẽ diễn ra.
Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trọn vẹn trên kênh Bóng Đá TV vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 2 tháng 3. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ những sự kiện thể thao hấp dẫn trên ứng dụng OnMe như giải Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League, UEFA Europa League và các trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Và để khép lại bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin chính. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.